Đệ tử sinh viên Tăng Cầu Ý đặt lễ tán dương đến chư Phật. Đệ tử sinh viên Tăng Cầu Ý đặt lễ tán dương đến chư Pháp. Đệ tử sinh viên Tăng Cầu Ý đặt lễ tán dương đến chư Tăng. Đức Phật đã đến vô lượng từ bi, trí tuệ viên mãn. Ngài đã bị gãy bánh xe sanh tử luân hồi, đã đoạn tận vô minh và phiền não. Ngài là bậc thầy của chư thiên và nhân loại. Đệ tử xin cung kính làm lễ đến Đức Phật bảo. Pháp bảo là những phương linh dược có công năng trị những chứng bệnh trị não của chúng sanh. Người nào hành theo chánh giác sẽ có kết quả lợi ích trong hiện tại và tương lai. Đệ tử xin cung kính làm lễ đến Đức Pháp bảo. Tăng bảo là những người thừa hành theo chánh giác, các ngài đã đắc quả thánh hay hoàn toàn. Các ngài là những bậc môn bạn của quần sanh, là phước tiền của chư thiên và nhân loại. Đệ tử xin cung kính làm lễ đến Đức Tăng bảo. Do nhờ có được tán dương Tam Bảo một cách mắt tắt, xin gia hộ cho chư công đức tăng và quý Phật tử thân tâm thường an lạc, nhất là phát sinh trí tuệ thực hành theo giáo pháp của Đức Thế Tôn, ngõ hầu sớm đoạn từ khổ ương thành tựu thánh trí, đạt đạo quả niết bàn đạt về nhà cả hai. Thưa quý vị, hôm nay là ngày Rằm tháng bảy, nói một cách nào đó cũng là ngày để chúng ta nhớ về những người mẹ. Có những người mẹ ở thế gian là cái mái ấm, là nơi che chở cho tất cả những người con. Có những người mẹ là nơi nương tựa để những người con dù ở xa thì cũng có chỗ để hướng về. Nhưng cũng có những người mẹ mà đứa con có thể thốt lên những cái lời thật nhẫn tâm là tại sao tôi lại được sinh ra. Tại sao tôi lại được sống trong hoàn cảnh này? Tất cả những người đó thử hỏi. Thường người Việt Nam mình có câu là con cái không lựa được cha mẹ, nhưng theo tinh thần Phật giáo điều đó có đúng hay không? Nhiều người hỏi tại sao tôi không được sinh ra trong gia đình này, tại sao tôi được sinh ra trong gia đình kia, tại sao và tại sao? Thì để trả lời cho câu hỏi đó, chúng ta hãy nhớ bà Mahamaya là mẹ của Bồ Tát Chánh Đẳng Giác. Thì vào thời kỳ Đức Phật Vipassi năm xưa, bà là một người công chúa và có một người chị em sinh đôi. Thì đức vua đó, vào một hôm nọ, ông được món quà của một vua nước Liên Bang là một chuỗi ngọc và một khúc gỗ trầm hương. Thì ông mới đem hai cái món quà đó tặng cho hai người con gái của mình. Thì một người mang cái vòng ngọc đó đem dâng cho Đức Phật Quý Bác Sư và nguyện đời sau sẽ chứng đạo quả A-la-hán và không lâu sau đó vào đời sau kiếp khác bà đã thành tựu được ý nguyện. Còn một người chị em chính là bà Hoàng hậu Mahamaya vào thời Đức Phật. Bà đã đem nghiền cái khúc gỗ trầm hương đó, bà nghiền làm bột định cho một chiếc dĩa bằng vàng, bà dâng cho Phật Vipassi. Và với một cái suy nghĩ, với một tấm lòng, với một cái tâm tình của một người phụ nữ, bà nhìn thấy một người có một vị chánh đẳng giác quá đẹp, một người có đức hạnh vẹn toàn, một người có trí tuệ vô song, một người có thân tướng không thể ai sánh bằng. Bà nguyện với chân Phật Vipassi là nguyện cho đời sau con cũng sẽ trở thành mẹ của một vị Bồ Tát Chánh Đẳng Giác vào kiếp chót. Nhân sự khởi đầu chính là như thế. Điều mà mình cần phải lưu ý là Đức Phật Vipassi Ngài không có thọ kiến rằng vào bao nhiêu kiếp nữa thì người sẽ được trở thành mẹ của Bồ Tát và sau này trở thành Phật Gautama. Ngài không có học kiến.
và Ngài chỉ đơn giản Ngài chúc cho bà được như ý nguyện. Có nghĩa cái nhân duyên ban đầu là điều cần thiết, nhưng bà vẫn phải tiếp tục tu để bà trở thành một người xứng đáng có thể thành mẹ của một vị Bồ Tát chánh đẳng giác. Bất kỳ một thiện pháp nào, bất kỳ một vị trí nào mình mong muốn đạt được đều phải thông qua sự nỗ lực một cái thời gian dài. Và lại chúng ta lại nhớ đến một người phụ nữ vĩ đại hơn, có thể nói là vĩ đại nhất từ xưa đến nay trong thời Đức Phật hiện tại, đó là bà Yajuddhara. Cách đây 40 năm kỳ, 100.000 đại kiếp, bà quỳ dưới chân Phật Di Lặc với cái thông tâm mà nghĩ rằng cái người Bà La Môn, một vị Bồ Tát đang quỳ kế cạnh bà đây, một người vừa mới phát nguyện trở thành một vị chánh đẳng giác, người này chính là nguyên nhân bà có mặt ở đời, người này chính là nguyên nhân để mà bà tồn tại, người này chính là ý nghĩa cuộc sống của bà. Và cũng bà tâm tình của một người phụ nữ, bà thương nhưng bà hiểu người này mình không thể trói buộc bằng tình cảm năng nữa. Và bà nguyện với chân Phật Nhiên Đăng là nguyện cho con đời đời được gặp vợ của người này, được hỗ trợ người này trên con đường tu tập thành quả vị chánh đẳng giác. Đời đời sanh ra, bà là người phụ nữ hỗ trợ tích cực nhất cho Bồ Tát. Kiếp nào Bồ Tát cũng thí bà thì bố thí, kiếp nào Bồ Tát thực hành theo phạm hạnh bà đều thực hành theo phạm hạnh, người ở đâu thì bà theo đó. Như vậy tại sao mà bà có thể trở thành vợ của một vị Bồ Tát chánh đẳng giác? Nhân gì, duyên gì? Bà có tu hành như thế nào để Bồ Tát khi mà quỳ dưới chân Phật Nhiên Đăng thì Phật Nhiên Đăng cũng đồng thời nói rằng bà Yajuddhara là một người có đức hạnh tương đương với Bồ Tát. Và nếu như Bồ Tát là người hướng đến quả vị chánh đẳng giác thì bà tu hành chỉ để hướng đến Bồ Tát mà thôi. Nếu bà đổi nguyện, biết đâu đó chúng ta lại có thêm một vị chánh đẳng giác ra được. Câu hỏi đặt ra là mình đã tu như thế nào, chúng ta đã tu như thế nào để sinh cho một gia đình quyền quý, để phải sống cho một gia đình thánh thiện. Làm sao để chúng ta có thể sống cho một gia đình là một mái ấm, và làm sao để chúng ta có thể sống trong gia đình của một bậc thánh nhân? Hãy quay trở về Kinh Tăng Chi. Có một hôm, Đức Phật Ngài đi khất thực, đi ngang qua một đôi vợ chồng già. Thì hai vợ chồng già nhìn thấy Ngài đó, họ cảm giác như là con bò con được gặp được con bò mẹ. Họ mừng lắm, mừng như một người nhìn thấy người thân từ xa lắm rồi, từ lâu lắm rồi mới được trở về thăm gia đình. Họ mừng lắm, họ đón Ngài về, họ bố thí cúng dường. Và sau này Đức Phật Ngài giải thích là hai vợ chồng này đã từ 500 kiếp làm cha làm mẹ của Như Lai, 500 kiếp làm cô làm cậu của Như Lai, 500 kiếp làm ông làm bà của Như Lai. Do đã quá lâu rồi từng làm thân bằng quyến thuộc, cho nên bây giờ nhìn thấy thì lại nhớ đến những kiếp xưa thương Ngài như thế đó. Và sau khi hai vợ chồng đã cúng dường xong rồi thì hai vợ chồng mới thỏa thẻ rất là dễ thương. Là từ hồi mà hai đứa con lấy nhau tới bây giờ, con chưa từng suy nghĩ đến một người đàn ông, một người phụ nữ nào khác. Trong lòng con chỉ có một người vợ, người chồng này thôi. Và con nguyện á, là trong cái dòng sanh tử luân hồi cho tới khi nào con niết bàn thì thôi, nhưng khi mà con còn trong dòng sanh tử đó thì nguyện cho chúng con vẫn tiếp tục cứ là vợ là chồng, thương nhau tới mức độ đó. Và ở chùa mình cũng có những cặp đôi rất là dễ thương đến chùa học đạo. Và biết đâu đó trong số đó có những người cũng phát nguyện với đôi vợ chồng năm xưa là nguyện cho đời đời trong cái dòng sanh tử vẫn cứ là vợ là chồng của nhau, nguyện cho đời đời trong dòng sanh tử vẫn cứ là mẹ là con của nhau, nguyện cho đời đời sanh tử cứ vẫn tiếp tục là thân bằng quyến thuộc của nhau. Vậy làm sao để được như thế? Thì khi đó đó
Đức Phật Ngài mới trả lời, do bốn cái nguyên nhân mà chúng ta có thể thành vợ thành chồng, chúng ta có thể thành cha thành mẹ, chúng ta có thể thành thân bằng huyết thuộc. Thứ nhất là họ giống nhau về cái sự bố thí. Thứ hai là họ giống nhau về cái giới hạnh. Thứ ba, họ giống nhau về niềm tin. Và thứ tư, họ giống nhau về trí tuệ. Do bốn cái điều giống nhau này mà mọi người cùng chung một huyết thống. Thường á, khi mà mình học về Phật Pháp, mình cứ nghĩ à, nói như thế mình chỉ gật gù rồi mình đi. Mình nghĩ Phật Pháp nó chỉ như thế thôi. Mình nghĩ là không có cái gì đáng để mà mình suy tư nữa. Nhưng mà thưa quý vị, bốn cái phần này là bốn cái để mà mình tu tập suốt cả một đời. Nên khi cùng nói về bố thí đó, chúng ta hãy suy nghĩ trong cuộc sống, trong gia đình, tại sao cùng một gia đình mà người anh, người chị, người em, những người anh em đó trong gia đình lại có người này giàu có hơn người kia? Tại sao như vậy? Tại sao có những gia đình có người cha thì giàu có nhưng đến tận đời con thì lại sống vô cùng khó khăn? Và tại sao có những gia đình mà cha mẹ khó khăn nhưng khi đến đời con, đến cái độ tuổi lập nghiệp thì nó lại trở nên giàu có? Cái sự khác biệt nhau đó là do sự khác biệt về bố thí. Ở cái lần thuyết pháp trước, sư đã có nói về bố thí, nhưng mà thưa với quý vị, sư nói một tiếng nhưng mà nó vẫn chưa có hết. Về sau đó, có một chú giới tử đến học đạo thì sư cũng nói về bố thí, nhưng mà thưa với quý vị, sư nói gì một tiếng mà sư đã pha ra, có nghĩa là mình phải thêm vào cái này, thêm vào cái kia để mình có thể dễ dàng tiếp thu. Nhưng khi sư giảng được chú giới tử đó, thì sư nói về những cái chi pháp, sư nói đi vào chủ yếu là vào trọng tâm. Mà quý vị có biết là sư mất khoảng 4 tiếng rưỡi tới 5 tiếng đồng hồ để nói xong. Có nghĩa là những thứ đó mà thường các vị pháp sư nói đến quý vị đó, do có cái hạn chế về thời gian cho nên không có nói hết. Thường do mình chỉ cần quan tâm là do đâu mà có sự khác biệt trong gia đình, do đâu mà hai người thương nhau mà không đến được với nhau, do cái khoảng cách giàu nghèo. Em mang những cỏ ra sân để đeo vào cái những cưới vui hoài. Tại sao như vậy? Thứ nhất, điểm mình cần lưu ý đó là đối tượng mà mình bố thí là bố thí cho ai. Như Đức Phật có nói, ngay cả mình đem cái đồ ăn bỏ đi đó, bỏ vào trong cái sọt rác, mà với cái suy nghĩ là biết đâu có những cái chúng sanh không nhìn thấy đó, nhờ vậy nó được no. Có thể đó là con gián, có thể đó là con chuột, hoặc những con vi khuẩn. Người có suy nghĩ như vậy đó, cũng có phước. Thì một cái đối tượng bố thí trong thế gian này rất nhiều. Nhiều người họ làm thiện, họ chỉ nhắm đến những con vật bị bỏ rơi. Nhiều người họ làm thiện, họ chỉ nhắm đến những người nghèo khó. Nhiều người làm thiện, họ chỉ mong sao có càng nhiều người được bổ mắt. Và có nhiều người chỉ hướng đến tâm bảo. Thì chính những đối tượng khác nhau đó nó mang lại những cái quả báo khác nhau, và quả báo khác nhau dẫn đến tình trạng giàu nghèo khác nhau. Điều thứ hai mà có thể là quý vị sẽ hỏi, như vậy thì làm sao mà cái đối tượng bố thí nào là cao nhất? Thì trong cái lần thuyết pháp trước sư đã nói rồi, bây giờ sư không phân tích lý do tại sao nó quá kỹ. Mình chỉ nói cơ bản để mà quý vị nhớ là những cái là xuất sanh á, dầu sao nó chỉ biết sống trong năm dục, nó không biết suy nghĩ, cho nên nó không có nhiều phước bằng vài người, mặc dù đó là người phá giới. Và một người phá giới thì họ không có đủ phước, họ không nhiều phước như là một người biết giữ giới. Và một người biết giữ giới á, thì họ sẽ không thể nào mà nhiều phước như là một người xuất gia tu hành, bởi vì họ còn có thể ăn tham ăn ngon, có thể thích mặt đẹp, có thể vợ chồng, có thể nam nữ, có thể hưởng thụ những thú vui trong thế gian mà họ vẫn giữ được tâm giới. Cho nên người xuất gia là những bậc ly dục, do đó phước báo nhiều hơn.
thì do những cái đối tượng thí khác nhau đó dẫn đến cái quả báo khác nhau. Cái thứ hai là mình bố thí cái kiểu gì. Có người họ chỉ bố thí những bằng những vật là mình bỏ đi, họ đi mua đồ để họ làm từ thiện, họ chọn những thứ rẻ nhất. Họ khi mà tìm cách họ bố thí cúng dường, tìm cách làm từ thiện, họ luôn tìm họ mọi cách để được giảm giá. Đó được gọi là nô lệ thí. Nô lệ thí thì không cùng một cấp bậc với cái đẳng cấp cao hơn, gọi là bằng hữu thí. Có nghĩa là mình ăn như thế nào thì mình cho người khác như thế đó. Mình xài như thế nào thì mình cũng cho người khác xài y như thế đó. Hai cái không cùng một đẳng cấp. Đừng dùng số lượng để đắp vào chất lượng, bởi vì đơn giản nó không cùng một đẳng cấp. Và người bố thí bằng cái bằng chủ thí đó, thì nó sẽ không bằng người bố thí bằng cái chủ nhân thí. Có nghĩa là những vật họ không dám xài, những đồ họ không dám ăn, mà họ có thể nở lòng họ bỏ ra để họ đem bố thí cũng được. Chính cái tâm tình của người bố thí nó đã làm nên cái sự khác biệt. Hai người cùng hiểu đạo, cùng quỳ dưới chân Đức Phật, cùng dâng cúng một vật như nhau, nhưng chính cái tâm tình khác nhau đó dẫn đến quả báo bố thí khác nhau. Điều thứ ba là điều quan trọng nhất là mình bố thí như vậy đó, mình hướng đến cái gì. Thường khi mà mình bố thí đó, mình chỉ hướng đến những quả nhân thiên, mình chỉ hướng đến những thứ rất là nhỏ to của thế gian, mình chỉ mong cho gia đạo bình yên, mình chỉ mong được buôn bán thuận lợi, mình mong những thứ nhỏ nhoi như thế. Trong khi đó Đức Phật nói chúng sanh không hiểu hết được quả báo của bố thí. Mà khi mình không hiểu hết được quả báo bố thí như thế, không hiểu tự mình lại đặt ra giới hạn của quả báo cho mình, tự mình lại giới hạn quả báo của cái hành động cho mình. Và khi mà mình làm như vậy là mình đã vô tình mà đem cái tâm tham nó gắn ghép vào cái tâm thiện. Và cao hơn nữa, có người bố thí chỉ để cho đi, có người bố thí chỉ để thoát khỏi luân hồi. Người hướng đến quả vị giải thoát, người đam mê sanh tử luân hồi. Nếu hai người khác nhau như thế, đời này có là vợ chồng, đời này có là thân bằng huyết thuộc, thì sư e rằng nó cũng sẽ không bao lâu. Để rồi á, một ngày kia người giải thoát sinh tử, người cứ mãi luân hồi. Và đành phải nói với nhau câu này: sư xin mượn câu thơ của một ai đó, nếu một mai tôi thành chánh giác, đường trần gian ai dìu bước em đi. Chỉ đành chia tay nhau từ đây thôi. Do cái mục đích khác nhau nên cái quả nó cũng khác nhau. Đó là giống nhau về cái sự bố thí. Như vậy mình hãy giống như thế nào đó để có thể gần gũi những cái bậc thánh hiền, hãy giống nhau như thế nào đó để gần gũi những cái gia đình thiện thiện, để gần gũi những gia đình giàu sang. Thứ hai là giống nhau về cái giới hạnh. Thưa quý vị, dù cho mình có cùng gia đình với một vị Bồ Tát, dù cho mình có cùng gia đình với những người cao sang, nhưng do mình thiếu cái giới hạnh, mình có thể đi vào cái hàng xa đọa. Cùng trong nhà người ta, nhưng mà mình lại trở thành con kiến, con gián, mình lại trở thành những con vật nuôi. Thì hỏi là sao mình cùng chung hưởng những cái phước phần đó với những bậc vĩ nhân như thế. Giả sử mình biết ở trên bàn, mình biết ở trước mặt mình có một con kiến. Giả sử mình có thần thông, mình biết con kiến này đã 500 kiếp liên tục từng là cha là mẹ của mình, 500 kiếp liên tục từng là con là cái của mình. Biết là biết như vậy, nhưng sư đừng hỏi quý vị giúp gì được cho nó đây. Chính cái sự khác biệt về giới hạnh dẫn đến cái sự khác nhau về cảnh giới tái sanh. Và cho dù có là người cái chăng nữa, chính cái sự khác biệt về giới hạnh cũng dẫn đến những cái hoàn cảnh hoàn toàn khác nhau. Đối với những người cùng nhau không giữ giới sát sanh, cùng nhau não hại những chúng sanh khác, cùng nhau lấy những cái sự tra tấn, những cái sự làm khổ kẻ khác để mua vui, thì đời sau kiếp khác
mình sẽ cùng nhau sống trong một gia đình, cùng nhau tìm về một nơi, cùng nhau ở trong một xứ sở để hưởng một cái nguồn nước ô nhiễm, để hưởng một cái một cái bầu không khí không có trong lành, để chúng ta làm nên một cái ngôi làng ung thư, một cái gia đình ung thư. Hoặc cũng do cái nghiệp sát sanh đó, người ở Mỹ, người ở Pháp, người ở Việt Nam, người ở Bắc, người ở Nam lại cùng nhau đi vào một cái chuyến xe đò, để rồi chiếc xe mất lái và lao xuống vực sâu. Tại sao như vậy? Vì mình có cái sự giống nhau về giới hạnh, mình đã không giữ giới, không sát sanh, để rồi mình phải hưởng cái quả báo bệnh tật, mình phải hưởng cái quả báo yểu thọ, thân ngoại mặt chung cùng chung một chỗ. Tại sao có những gia đình mà mất cùng ngày, cùng tháng, cùng năm? Là do như thế. Và điều đó cũng lý giải có những gia đình vô cùng trường thọ, có những ngôi làng, có những người chuyên sống trên 100 tuổi. Đó là điều hết sức bình thường. Có những xứ sở mà hưởng một cái nguồn y tế hết sức là vượt cả cái sự tuyệt vời. Có những xứ sở mà cái điều sống lâu với họ không quá khó khăn. Bởi vì sao? Bởi vì họ là những người cùng nhau giữ cái giới không sát sanh. Và cũng có những người họ cùng nhau đi về một nơi để xây thôn, để lập ấp. Ngay cả sống trong thành phố, họ cũng về một nơi để có thể nơi đó biến thành một cái khu ổ chuột nghèo nàn, để nơi đó biến thành một nơi bất ổn. Hoặc họ lại về một nơi mà nơi đó dành cho những người giàu sang, và những người nghèo họ chưa bao giờ biết đến. Đó là sự khác nhau về việc mình có giữ giới không trộm cắp hay không. Dù mình có giàu đến bao nhiêu đi chăng nữa, mà mình có bố thí nhưng không giữ giới, không trộm cắp, đời sau kiếp khác, dẫu mình có trở thành giám đốc, dẫu mình có trở thành đại gia, thì tiền đó, của đó, bằng cách này hay cách kia mình cũng không giữ được. Hãy nhìn vào những gia đình họ đã từng một thời rất giàu có, từng một thời người khác nhìn vào với cặp mắt ngưỡng mộ, thế mà trong một đêm tất cả mọi thứ suy sụp vì nhiều nguyên nhân. Có thể là do thiên tai hỏa hoạn, có thể là do biến động của chính trị xã hội, có thể là do biến động của thị trường. Họ không giữ được tài sản của mình. Đó là bởi vì đời trước họ đã cùng nhau không giữ được cái giới không trộm cắp, để đời này phải chung sống cho một gia đình. Để rồi tiền bạc đã từng có rất nhiều, nhưng sau đó phải cùng nhau chịu cảnh khốn khó. Và do đó cũng từng từng hỏi tại sao có những người khi sinh ra đã là được sinh ra trong những gia đình giàu sang. Khi sinh ra họ đã đặt ở một cái vị trí mà người bình thường không mơ cả đời cũng không được đặt chân tới. Bởi vì những người đó họ đã cùng nhau giữ cái giới không trộm cắp. Mình như thế nào thì mình sẽ cùng nhau sống trong một hoàn cảnh tương xứng như thế đó. Đừng có ai cả. Hãy nhìn lại chính mình. Có những người họ trách tại sao tôi phải sống trong gia đình cha mẹ thì ngoại tình, hoặc tôi sống trong một gia đình mà vợ tôi không chung thủy với tôi, chồng tôi không chung thủy với tôi. Tại sao như vậy? Hãy nhìn lại xem, có thể đời trước mình đã không giữ được cái giới không tài đó, để rồi mình phải sống trong một gia đình ly tán, phải sống trong một gia đình mà mọi người không tin tưởng được lẫn nhau. Và tiếp theo, tại sao mình có thể sống trong những gia đình hết sức thông minh, và mình lại, hoặc mình có thể sống trong những gia đình mà có những cái người bị thiểu năng trí tuệ, là do mình đời sau, đời trước mình đã từng giữ giới không uống rượu hay chưa? Cứ như thế, tất cả những cái giới hạnh ở thế gian này nó đều nhắm đến một việc, là để mình có được hạnh phúc trong đời này, và để gieo cái nhân lành cho mình có thể sống trong một hoàn cảnh xứng đáng với những gì mình đã làm trong đời sau kiếp khác. Ta như thế nào thì ta sẽ sống trong hoàn cảnh như thế đó. Và nếu như mình có lỡ sống trong một nơi không đáng sống,
có lỡ phải sống trong một gia đình mà mình không muốn phải thuộc về, thì hãy ráng cố gắng để gìn giữ cái giới hạnh để vừa thoát ra khỏi cái hoàn cảnh đó. Đừng trách tại sao chúng ta phải sống trong một đất nước không yên bình, đừng trách tại sao chúng ta phải sống trong một đất nước chiến tranh, và hãy nghĩ rằng mình đã làm những cái nhân duyên gì để phải sống trong hoàn cảnh như vậy. Hãy thay đổi từ chính bản thân mình. Và có những người rất là dễ thương, hai vợ chồng cùng đến với đại học, thì một người xuất gia thì người kia cũng cạo đầu đắc đi. Có thiền viện đó, chồng thì xuất gia tu ở bên này xong, còn vợ thì cũng xuất gia tu ở bên kia xong. Có nghĩa là họ cố gắng hết sức để cùng nhau giống về mặt giới hạnh, họ cùng nhau giữ năm giới, cùng nhau giữ bát giới, để rồi khi xuất gia họ cùng nhau giữ cái giới xuất gia, để có thể gần nhau nhất có thể, giống nhau nhất có thể. Quý vị có biết là khi mà bà Gia Nhu Đà La nghe tin Bồ Tát đi xuất gia, thì bà biết Bồ Tát tu như thế nào thì bà cũng hành y như thế đó. Mặc dù bà không ra khỏi cung điện, nhưng bà sống theo cách sống của một khất sĩ. Bà không còn đeo những trang sức vật hơn, bà không còn nghe đờn kèn của ai. Người như thế đó mới xứng đáng trở thành vợ của một bậc vĩ đại nhất thế gian. Đời nào Bồ Tát sống như thế nào thì đời đó bà cũng sống như thế đó. Nếu mục đích của Bồ Tát là hướng đến quả vị chánh đẳng giác, thì mục đích của người phụ nữ ấy là hướng đến Ngài. Giống nhau về giới hạnh, hãy đưa chúng ta làm sao để có thể cùng nhau chung sống với những bậc vĩ nhân, những bậc thánh, những ngài Bồ Tát. Không có ai là những người có giới hạnh vô nhiễm. Do đó, muốn được ở chung với các ngài, mình hãy ráng là một người giữ giới. Tiếp theo, lại cùng giống nhau về cái niềm tin. Thì thưa quý vị, ở thế gian này có rất nhiều những cái loại niềm tin, nhưng mà đa số ở trong đó nó không dẫn mọi người đến với hạnh phúc, hoặc nếu có hạnh phúc thì cái hạnh phúc đó cũng không có lâu bền. Và cuối cùng, cái hậu quả của những cái niềm tin đó nó dẫn mọi người đến với đau khổ. Chính vì những niềm tin sai lạc dẫn tới đau khổ mà Phật giáo gọi đó là tà kiến. Có hai loại tà kiến cơ bản, thì nói cách khác có hai loại niềm tin cơ bản, đó là thường kiến và đoạn kiến. Thì thường kiến nó có ba, nó có ba loại niềm tin chủ yếu mà được liệt vào cái thường kiến. Niềm tin thứ nhất là tin vào cái tôi vĩnh cửu, tin rằng chúng ta có một cái linh hồn, tin rằng chúng ta có một cái bản ngã. Người có niềm tin như vậy đó, họ tin rằng mình có thể làm cách này cách khác để mà mình trường tồn mãi mãi với thời gian. Nếu như mà mình có phải bỏ cái thân này đi thì mình cũng sẽ tiếp tục sống một cái thân khác, vẫn có khả năng giữ nguyên cái trí tuệ, vẫn giữ nguyên tất cả những gì mà mình đã tu hành. Họ sẽ nghĩ rằng mình sẽ làm mọi cách để giữ được cái tôi của mình. Họ tin rằng có một cái linh hồn trường tồn bất biến cao hơn nữa. Có người biết đến Phật pháp nhưng mà họ lại đem cái tôi đó áp dụng vào Phật pháp. Ngày chưa biết đạo thì tôi làm thiện, tôi tránh ác. Ngày biết đạo rồi thì tôi bố thí, tôi giữ giới, tôi tham thiền. Cao hơn nữa, có những người họ cho rằng những cái tôi mà nó vớ vẩn, những cái tôi tào lao đó, nó không có thật, điều đó đúng. Nhưng họ tin có một cái tôi luôn luôn thanh tịnh, luôn luôn sáng suốt. Họ tin như vậy bởi vì họ cảm thấy rằng mình tu hành quá nhiều, mình làm quá nhiều những biện pháp, nếu như không có cái tôi đó thì ai là người vững bước, ai là người tiếp tục tu hành. Và cái tin đó chắc chắn nó sẽ dẫn đến khổ đau. Đó là một trong ba loại tà kiến, một trong ba loại thường kiến. Cái niềm tin thứ hai là họ tin rằng có một cái tướng bề chơi tối thường,
Họ tin rằng có một vị nào đó ở trên có quyền ban phước giáng họa. Họ tin vào số phận. Họ tin rằng ông trời sinh ra như thế nào, đã sắp đặt như thế nào thì phải y như thế đó, không có được quyền thay đổi. Họ tin như vậy. Họ tin vào một đấng thần linh. Họ tin vào một đấng sáng tạo muôn loài. Họ tin vào một đấng cứu thế. Và ngay cả chúng ta đó, rất nhiều người Phật tử đến với đạo cũng mang cái niềm tin đó mang vào đạo. Mình tin Phật như tin một vị thần, mình thờ Phật như thờ thần. Thậm chí ngay trong Phật giáo Nam Tông, nhiều người thờ Ngài Sĩ Bá Lý cũng như thờ một vị thần, mong cho Ngài ban cho mình cái này, mong cho Ngài ban cho mình cái kia. Các vị quên rằng sẽ dĩ Ngài Sĩ Bá Lý là bậc đệ nhất tài lộc, bởi vì Ngài muôn đời sống trong hạnh xả ly. Ngài muôn đời chỉ biết đến bố thí, cho nên quả phước đến với Ngài, Ngài không có hạn chế về mặt vật chất. Nhân nào quả đó. Thờ Ngài là mình thờ cái hạnh bố thí của Ngài, để mình học theo Ngài, để mình cũng giống như Ngài, mình biết bố thí. Người biết bố thí thì sẽ không lo về mặt vật chất, chứ không phải mình thờ Ngài giống như thờ một ông thần tài, để mà Ngài có thể cho mình cái này, cho mình cái kia. Ngay cả các vị thờ Phật cũng thế cả thôi. Tình thờ Phật giống như Ngài có thể cho mình như thế nào đó, mình mong cái gì, mình đến với Ngài, mình quỳ dưới chân Ngài, mình lạy, mình cầu xin là Ngài sẽ cho. Phật đã niết bàn rồi, thưa quý vị. Đức Phật là một vị thầy, một vị lương y vĩ đại, Ngài là một vị bác sĩ đại tài. Ngài thấy mình bệnh, Ngài thương, Ngài cho thuốc, và Ngài bảo hãy uống thuốc đi. Vậy mà có nhiều người đem cái thuốc của Phật để lên bàn thờ quỳ lại mỗi ngày, và mỗi ngày chỉ tụng mỗi một câu hãy uống thuốc đi, hãy uống thuốc đi. Trong khi đó cái chính của Ngài là Ngài kêu mình hãy uống thuốc đi, chứ không phải là Ngài kêu mình đem cái câu đó tụng niệm mỗi ngày. Cũng như vậy, đến với Phật là để mình học hỏi giáo lý của Ngài, đến với Phật để mình thực hành theo giáo pháp của Ngài. Vậy là thời nay Phật tử đa phần sợ xem kinh, lại thích xem sách. Để rồi đó, mình thấy sách vở nói như thế nào, mình tin y như thế đó, không có chịu mở kinh ra để xem nó có chính xác theo kinh hay không. Chính cái niềm tin đó, tin theo kiểu có một cái đấng bề trên, tin theo kiểu có một người có thể chi phối hoàn toàn cái đạo nghiệp của mình, để rồi bằng cái thứ tương tự thiếu trí tuệ chỉ dẫn đến khổ đau. May mắn mình gặp minh sư thiện hữu thì bằng cái niềm tin mình có thể đi lên, nhưng mà biết đâu đó nếu lỡ mình gặp một vị tà sư, mình gặp một người biết tham danh tham lợi, mình gặp một vị giáo chủ để kêu mình hãy ôm bơm đi con, hãy giết người này giết người kia con sẽ được lên thiên đàng, và thế là họ làm theo. Chính vì thế tức tin một cách mù quáng, tin vào cái tính tối thượng không có trí tuệ suy xét, mình sẽ chỉ dẫn đến cái kết quả khổ đau. Con chim đậu trên cành cây vì nó tin vào đôi cánh của mình, còn con người khi đứng trên cành cây lại tin vào cái sự vững chắc của cái cây. Người có trí tuệ họ sẽ tin vào cái trí tuệ của mình có kiểm chứng, nhưng người quá nặng về niềm tin, họ tin vào một người nào là họ tin chết vào người đó, bất kể họ đúng hay họ sai. Do đó khi nãy thì sư cả có nói tại sao gọi là tín nữ, bởi vì ngay cả người nữ mình đến với đạo thường là do mình mến một ai đó, mình mến một vị thầy trước khi mà mình hiểu về giáo lý. Thường mình đến với đạo đến bằng niềm tin. May cho quý vị, nếu như quý vị gặp được minh sư thiện hữu, do đó tin vào một tính đề chân tối thượng, tin vào một ai đó có khả năng chi phối vận mệnh của mình, đó là một niềm tin sẽ dẫn đến đau khổ đời này và đời sau. Thứ ba, đó là mình tin vào một cái cứu cánh thoát khổ,
mà ngoài cái lý nhân quả, như sư nói đấy, ngay cả là Mahamaya và nguyện giết chư Phật Vipassi, nguyện thành mẹ của một vị Bồ Tát chánh đẳng giác, bà vẫn tiếp tục tu, chứ không phải bà chỉ nguyện như vậy là xong. Vậy mà biết con người mong rằng mình sẽ được tái sanh vào một cái cõi nào đó, sẽ luôn luôn an lạc, sẽ luôn luôn yên vui, sẽ luôn luôn sạch sẽ và sẽ không bao giờ có khổ. Tin vào một cõi như thế, có thể mình sẽ tin vào thiên đàng. Mình mong rằng mình sống ở thiên đàng và mình sẽ sống mãi ở đó, mình không bao giờ chết. Rất nhiều những tôn giáo ở thế gian hướng chúng sanh hãy nghĩ tưởng về cõi trời và mong được sống ở đó, sống mãi mãi ở đó, để hưởng thụ tất cả những cái tiện nghi vật chất ở đó. Đạo Phật mình buồn thay, trong dòng lịch sử cũng có biết bao nhiêu người nghĩ về Phật, nghĩ về cái nơi của Phật, để nghĩ rằng đó cũng là một cảnh giới để mình có thể sanh về, để mình có thể luôn luôn được an vui. Nhưng mà để được vào đó, mình lại có cái sự hành kỳ rất là quái lạ. Mình không tin vào nhân quả, mình tin rằng mình chỉ làm được một chút xíu nào đó là đã đủ về đó rồi. Thưa với quý vị, Niết Bàn không phải là một cõi. Niết Bàn không do nhân duyên để mà sinh ra. Và người hướng đến đạo quả giải thoát là mình hướng đến kết quả không còn khổ đau. Ái tận là Niết Bàn. Chứ đừng tin vào một cái cứu cánh nào đó thoát khổ mà vừa khỏi cái giáo lý nhân quả, vừa khỏi cái thế gian, mà ngoài ra cái giáo lý, mà ngoài ra cái nhân quả, thì xin thưa với quý vị, tin như vậy chỉ dẫn đến đau khổ mà thôi. Nhiều người dù theo bất kỳ một tôn giáo nào, tin vào ba loại thường kiến này, bỏ cả đời, bỏ cả mấy chục năm để mà mình theo đuổi, để rồi cuối đời nhìn lại cái mà mình được chẳng là cái gì. Đời người có bao nhiêu cái mấy chục năm để mà mình lãng phí thôi chứ quý vị. Hãy quý trọng cuộc sống của mình, hãy quý trọng thời gian của mình mà hành theo giáo pháp. Điều ba cái điều đoạn kiến tiếp theo. Thứ nhất là vô nhân kiến. Có nghĩa họ cho rằng mọi thứ ở đời là ngẫu nhiên mà có. Họ tin vào xác suất, họ tin vào cái chuyện hên xui. Họ không cho rằng mọi thứ đều là do nhân duyên. Họ tin rằng mọi việc đều là ngẫu nhiên. Cái gọi là tốt, cái gọi là xấu chẳng qua là do may rủi. Người tin như vậy thì hỏi làm sao để họ có thể tích cực làm thiện, thử hỏi làm sao để họ có thể tích cực buông bỏ những thiện pháp cho đời này và đời sau. Người tin vào mọi sự do ngẫu nhiên mà có, không do nhân quả, họ sẽ rất khó mà làm thiện, rất khó để gánh ác thương quý vị. Do đó, cái niềm tin này cũng chỉ dẫn đến đau khổ mà thôi. Cái niềm tin tiếp theo trong đoạn kiến là vô hành kiến. Cái niềm tin này đó, họ tin rằng thiện hay ác chẳng qua là do con người tự đặt ra. Những gì mà người ta thích, những gì mà người ta làm họ thấy vui, họ gọi nó là thiện. Những gì mà họ không thích thì họ gọi nó là ác. Thực tế, đối với cái niềm tin của họ thì họ cho rằng thực tế thiện ác là như nhau. Họ cho rằng cái bản tâm của họ như thế nào thì họ làm y như thế đó. Còn cái chuyện đúng sai là do cái quan điểm của được người đời. Thực tế đối với họ không có gì gọi là thiện, không có gì gọi là ác. Tin như vậy gọi là vô hành kiến. Không tin vào nhân quả nghiệp báo, không tin vào vạn vật do duyên mà có, không tin rằng mình làm cái gì thì mình sẽ phải nhận lại cái kết quả y như vậy. Và hiển nhiên nó sẽ không thể dẫn mình đến với những cái đau, với những cái hạnh phúc được, mà nó chỉ dẫn đến khổ đau mà thôi, thưa quý vị. Và cái niềm tin cuối cùng nằm ở trong đoạn kiến là vô hữu kiến. Cái niềm tin này đó còn gọi là niềm tin của những người tri thức. Bởi vì họ tin rằng cái gì mà họ không thấy
cái gì mà họ không biết, cái gì mà họ không chứng minh được thì nó là không có. Họ không tin có cõi trời, họ không tin có địa ngục, bởi vì bản thân họ không nhìn thấy, và cũng không có một ai đã từng lên đó mà trở về báo cho họ hay, cho nên họ không có tin. Thì có lần sư đã ví dụ là quý vị ngồi ở đây chắc hẳn mình chưa từng một ai đến Ai Cập, đúng không thưa quý vị? Chưa ai đến Ai Cập. Như vậy Ai Cập không có thật. Tất cả những hình ảnh, tất cả những video, tất cả những bài viết đều là do dàn dựng, đều là Photoshop, đều là kỹ thuật hiện đại họ làm ra. Hoàn toàn Ai Cập không có thật. Quý vị thử nghĩ, một người tin như vậy, họ có phải là người thông minh hay không? Chính vì cái sự hiểu biết của mình có giới hạn, mà mình lại vội vã, mình cho rằng những gì mà cái trí tuệ hạn hẹp của mình không nhìn thấy được, không nghĩ tới được là nó không có. Và thậm chí nhiều người vào đạo cũng mang cái thứ niềm tin đó vào trong đạo của mình. Họ cho rằng khi mà mình khổ thì đó chính là địa ngục rồi, khi mà mình vui đó chính là thiên đàng rồi, thiên đàng và địa ngục ngay ở chính mình, chứ không có ở đời sau kiếp khác. Họ không tin vào một cảnh giới nào khác. Họ cho rằng tất cả những cái thứ diễn giả đó chính là chỉ cho chính bản thân mình thôi. Và xin thưa chứ quý vị, đó là tà kiến, đó là vô hữu kiến. Không phải cái gì mà mình không thấy, mình không biết là mình cứ cho là nó không có thật. Hãy nhớ rằng khi mà mình không thể chứng minh một điều gì đó có thật, thì hãy xem mình có chứng minh được là nó không có hay là không. Quá vội vã thưa quý vị. Và bằng sáu cái thứ niềm tin này, nó chỉ dẫn mọi người đến với đau khổ mà thôi, nó không dẫn đến hạnh phúc lâu dài. Dẫu một ai đó theo sáu cái loại niềm tin này mà họ biết làm thiện, biết tránh ác, nhưng mà họ không hướng đến cái quả vị giải thoát, thì dầu cho họ có sanh vào hoàn cảnh an vui thì họ cũng chỉ hưởng hết cái quả vui đó mà thôi. Hết tuổi thọ rồi thưa quý vị, mình vẫn phải xa đọa, không có cái gì để trường tồn bất biến. Mà mình sinh tin như vậy để rồi mọi chúng sanh khổ nhiều hơn, thì tất cả mọi người đó có nhiều cái loại niềm tin như vậy. Ngay cả mình đến với Phật pháp, mình tin Phật như thế nào mới là điều quan trọng, chứ không phải ai đến với Phật bảo rằng tôi tin Phật thì cái niềm tin đó cũng là đúng đắn. Muốn hiểu đúng về Phật, hiểu đúng về giáo pháp của Phật, thì xin quý vị mình hãy ráng trau dồi cái giáo lý. Khi mà mình hiểu được giáo lý nhiều, mình sẽ có niềm tin với Đức Phật vững chắc hơn. Để rồi khi mà mình thực hành thì mình lại càng tin sâu vào những điều mình đã đọc. Do đó, một người mà có thực hành giáo lý, một người có học, có hiểu và có thực hành, họ không dễ mà cải đạo để đi theo một tôn giáo khác. Còn những ai đó thờ Phật như thờ một vị thần, thì xin thưa với quý vị, buồn thay, họ đổi sang một tôn giáo khác, chẳng qua là họ đổi một vị thần này, họ thờ một vị thần khác mà thôi. Đối với họ, không có cái gì mà phải băn khoăn khi bỏ Phật để theo một nơi khác. Bỏ chùa theo chú là chuyện bình thường, bởi vì cái sự tin Phật của họ có vấn đề. Họ không học giáo lý, không chịu thực hành theo giáo lý, thì cái niềm tin đó ở đâu ra thưa quý vị? Bằng những cái niềm tin khác nhau mà chúng ta sẽ đi về những cảnh giới khác nhau. Và tin như thế nào để chúng ta cùng nhau sống chung với những nơi đáng sống, sống chung với những bậc có giới hạnh, sống chung với những vị Bồ Tát hiện tiền. Cái niềm tin nó quan trọng lắm thưa quý vị. Tin mà sai chỗ thì chỉ dẫn đến khổ đau. Hãy trau dồi cái niềm tin của mình để giống nhau nhất có thể đối với những bậc vĩ nhân. Đó là giống nhau về niềm tin. Tiếp theo là giống nhau về mặt trí tuệ. Trí tuệ có rất nhiều loại. Trí tuệ ở thế gian có thể là họ hiểu biết về âm nhạc, hiểu biết về hội họa,
hiểu biết về những cái mặt hàng nông sản, thì chính ngay cả những hiểu biết của thế gian như thế mà những người không giống nhau cũng rất khó mà có thể nói chuyện chung với nhau. Nếu mà một người chồng mà quá nhiều những hiểu biết về cái âm nhạc, về nghệ thuật, thì làm sao có thể lấy được một người vợ tối ngày chỉ biết cọc cỏ, chỉ biết con kiến, chỉ biết những con heo, con bò ở trong chuồng. Rất khó mà sống chung được với nhau. Đó chỉ là nói về cái trí tuệ ở thế gian thôi, thưa quý vị. Thì mình đã thấy khác nhau về trí tuệ đã rất khó trở thành thân bằng quyến thuộc của nhau. Còn trí tuệ trong cái đạo Phật thì mình có hai loại trí tuệ cơ bản. Mà nếu như có ai đó trong số quý vị muốn đời sang kiếp khác mình có thể chung sống trong gia đình của những bậc vĩ nhân, có thể chung sống trong gia đình của các vị đại Bồ Tát, thì hãy trau dồi hai cái loại trí tuệ này. Trí tuệ thứ nhất là trí về nhân quả. Người tin nhân quả một cách cơ bản, họ tin rằng làm thiện chắc chắn mang lại kết quả an vui, làm ác chắc chắn mang lại kết quả đau khổ. Đó là niềm tin cơ bản về nhân quả. Đương nhiên không có ai trong chúng ta hiểu tường tận về nhân quả, bởi vì nhân quả là không thể nghĩ bàn. Nhưng mà học càng nhiều về giáo lý thì mình càng hiểu sâu về nhân quả. Hiểu sâu về nhân quả, mình sẽ có cách ứng xử cho phù hợp. Cho đến một cái mức độ, thưa quý vị, trong tâm chi Phật có nói, ngay cả người đại gia cư sĩ như quý vị, mình hưởng thụ những thú vui của thế gian, mình ăn ngon, mình mặc đẹp, mà mình cho rằng đó, cái sự hưởng thụ, cái tài sản mà mình lập ra, những cái việc mà mình xứng đáng được hưởng đó, nó không có cái lỗi lầm gì. Mình cho rằng cái việc hưởng thụ trong các dục nó không có lỗi, thì Đức Phật nói đó chính là tà kiến. Và chính vì cái sự hiểu biết sai lệch đó mà họ sẽ dẫn đến cái kết quả địa ngục, dẫn đến kết quả khổ đau. Hiểu nhân quả không có kinh nghiệm đến một cái mức độ rốt ráo, mình cũng dễ dàng nhận thấy rằng ngay cả cái việc hưởng thụ mà mình cho rằng đó là việc đáng để làm thì đó cũng chính là lỗi lầm. Càng tin về nhân quả, mình càng bớt nhiều những cái việc làm bất thiện. Người hiểu nhân quả một cách cơ bản, họ chỉ biết rằng không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, như vậy là thiện. Hiểu nhân quả một cách sâu hơn, họ thấy rằng hưởng thụ cho các dụng bản thân nó vẫn chính là bất thiện. Để rồi họ có thể lý dụng, để rồi họ có thể tu thiền. Hiểu nhân quả một cách sâu hơn nữa, họ sẽ thấy rằng ngay cả thiền định thì tu cao lắm chỉ đến cõi phi tưởng, phi phi tưởng, nó không dẫn đến giải thoát khổ đau. Hết tuổi thọ ở đó rồi mình vẫn phải đi xuống. Cho nên ngay cả cái thiền định đó cũng chưa phải là cái thiền rốt ráo mà mình hướng đến. Cái thiền tối thượng mà mình hướng đến là để không còn sinh tử luân hồi. Quý vị hãy nhìn xem mình đã hiểu nhân quả được bao nhiêu. Mình hiểu được càng nhiều thì mình sẽ càng gần gũi với các bậc vĩ nhân. Một điều may mắn và cũng là một điều bất hạnh là mình biết đến Phật Pháp, nhưng mà mình đã cách xa Ngài đến hơn 2.500 năm. Có nghĩa là mình cũng có những thứ giống với Ngài về Phật trí tuệ. Mình cũng cùng giống với Ngài, nhưng mà cái giống của mình đó, nó không đủ để mình cùng sống, cùng thời với Ngài. Nó không đủ để mình gặp được Ngài. Mà cái sự giống nhau đó chỉ đủ để 2.500 năm sau mình ngồi ở đây, kẻ đói, người nghe mà không ai đắc quả thân. Có thể có là vui vì mình giàu sao cũng còn biết đến Phật Pháp, cũng còn biết đến tu hành. Nhưng mà đó cũng là một nỗi buồn vì cái hiểu biết của mình đối với giáo Pháp vẫn còn ít quá. Hiểu về nhân quả là hiểu như thế đó có gì. Tiếp theo, cái trí tuệ tiếp theo mà mình cần phải muốn bồi là trí về tam tướng. Hãy nhớ rằng mọi sự ở đời
nó đều vô thường, không có cái gì là mãi mãi đối với mình hết. Ngay cả vợ và chồng mình có thương nhau đến mấy, rồi cũng có một lúc hoặc người này hoặc người kia bỏ nhau mà đi, hoặc sinh ly hoặc tử biệt, không có ai ở ngoài với mình. Cha mẹ không thể ở ngoài với con cái, ông bà không thể ở ngoài với cháu con. Tất cả mọi việc ở đời đều là vô thường. Chính vì vô thường, một đứa trẻ mới sinh ra, lớn lên, dựng vợ ngã chồng, già rồi chết. Cũng chính vì vô thường, mình mới có khả năng tu hành tác đạo. Mọi việc đều biến chuyển không ngừng. Ngay cả trong cơ thể này, mỗi giây mỗi phút là vô số tế bào đã chết đi và vô số tế bào được sinh ra. Mình sanh và tử trong mỗi sát na, thưa quý vị. Cái tâm của mình vào lúc này không phải là tâm của mình vào một giây trước. Chính vì mọi sự là vô thường, cho nên ngay cả những cái buồn vui của mình đều là vô thường. Người thân của mình vừa mới mất, có thể là chồng, là vợ, là cha, là mẹ, vừa mới mất, mình thương, mình buồn đến mức có thể tưởng như phải chi người đó là mình thì hay biết mấy, phải chi mình có thể đổi được vị trí cho họ, quá đau lòng. Nhưng mà cái nỗi đau đó nó không giống như cái nỗi đau của một tuần tiếp theo, nó không giống như cái nỗi đau của một tháng tiếp theo, và đến một năm tiếp theo thì cái nỗi đau nó đã khác quá nhiều. Không phải mình là một người phụ bạc, không phải mình là một kẻ vô ơn, nhưng bản thân mọi sự nó chính là vô thường. Ngay cả cái niềm đau, cái nỗi buồn của mình nó cũng là vô thường. Chính vì vô thường, mọi chúng sanh mới có thể đi lên. Nhưng mà cũng chính vì vô thường, cho nên mình cứ mãi mãi quẩn quanh trong dòng sinh tử. Hiểu về vô thường, đến một cái mức độ nhất định, mình sẽ thấy chán sợ cái dòng sinh tử luân hồi, thưa quý vị. Như ban đầu, thời pháp đầu, thì quý vị đã được nghe, đã vô lượng kiếp rồi, mình từng sanh là Phạm Thiên, đã vô lượng kiếp rồi, mình từng sanh về cõi trời, mình đã từng là ông hoàng bà chúa, và mình cũng từng làm kẻ cướp, mình từng là một kẻ ăn xin, mình đã từng đi xuống địa ngục, chưa một cảnh giới nào mà mình chưa từng ghé qua. Cái sự vô thường của thế gian nó chính là như vậy. Cái sự vô thường của dòng sinh tử luân hồi nó đưa mình đi hết cõi này đến cõi kia, thưa quý vị. Hiểu được như vậy thì mình biết chán khổ. Đó là cái trí tuệ đầu tiên. Cái trí tuệ thứ hai là cái trí về cái sự khổ ở thế gian. Thường á, khi mà mình nghĩ về cái sự khổ, mình chỉ hiểu là những gì mà làm cho mình khó chịu đó là khổ. Nhưng hiểu như vậy thì quá nghèo nàn, thưa quý vị. Khổ của Phật giáo có đến ba lần. Thứ nhất chính là khổ khổ, có nghĩa là mình phải đối mặt với những người mà mình không ưa, phải đối mặt với những hoàn cảnh mà mình không dễ chịu, phải gặp những người, phải gặp những vật, phải gặp những cảnh mà mình không muốn một chút nào. Đó chính là khổ khổ, thưa quý vị. Thứ hai là hoại khổ, có nghĩa là mình phải xa lìa những người mình thương, mình phải xa lìa những hoàn cảnh mà mình dễ chịu, mình phải xa lìa những nơi mà mình muốn sống. Thì cái đó gọi là hoại khổ. Hai điều này thường mình đã thấy quá nhiều. Quý vị thấy không? Đó là bao gồm tất cả những cái vui buồn ở thế gian của mình rồi. Mình tránh khổ thì vui, có phải là chỉ bởi vì hai cái khổ này hay không? Cao cấp không nữa. Đó chính là hành khổ, đó chính là cái điều kiện lệ thuộc nhân duyên mà mình phải sống nhờ vào đó. Một cái con dồi ở trong đống phân, nó không biết rằng đó là khổ, nó chỉ biết nơi đó là nơi nó hết sức đam mê. Dầu cho người ta có đưa nó sơn hào hải vị, dầu người ta có đưa nó vô lượng bạc tiền, dầu người ta có đưa nó vào cái nơi cao sang, đối với nó, đối với một con dòi đó, nó không có một cái sự đam mê nào, nó chỉ đam mê trong cái đống phân mà thôi. Nó nghĩ đó là tất cả thế giới đối với nó, đó chính là hành khổ đó, thưa quý vị. Đó là cái điều kiện mà mình phải sống nhờ vào đó, mà mình tưởng đó là tất cả đối với mình. Bởi vì mình phải mang thân nhân loại, nên mình mới có những thú vui trong cái việc ăn uống, ngủ nghỉ, mình mới có những thú vui trong cái chuyện nam nữ.
mình cho đó là hạnh phúc. Nhưng thưa quý vị, chẳng qua là do mình bị bó buộc vào cái cơ thể loài người, bó buộc vào cơ thể của chúng sanh dục giới, mình mới đam mê các dục. Mình không biết chính cái sự đam mê dục đó dẫn chúng sanh trong cái đường sanh tử luân hồi, dẫn chúng sanh đi về cái khổ cảnh. Trong kinh điển rất nhiều chỗ Đức Phật nói người mà đam mê các dục là họ đã ấp thần xây một cái chuồng cho cái loài súc sanh để sau này mình sống vào trong đó. Đó chính là hành khổ đấy thưa quý vị. Ngay cả anh chị em trong gia đình, ngày xưa khi còn là bé thơ mình thương nhau hết lòng, nhưng mà rồi thì sao, lớn lên mỗi người có một gia đình riêng, mỗi người có một cái cuộc sống riêng, thì mình không còn có thể thương nhau như ngày xưa được nữa. Đừng trách họ phụ bạc, bởi vì đó là do những cái điều kiện mọi thứ nhân duyên nó chi phối họ, nó làm cho họ phải sống một cuộc đời riêng để họ không còn thể giữ được cái tấm lòng như thở nào. Đó là hành khổ đó thưa quý vị. Do đó họ hiểu về cái khổ như thế là mình chịu rốt ráo. Mặc dù nói ở đây phàm phu vẫn cứ là phàm phu, nhưng mình khi mình suy tưởng về cái khổ như vậy thường xuyên, cái trí tuệ của mình sẽ nâng lên một bậc để gần gũi hơn với các bậc thánh hiền. Cái trí tuệ thứ ba là nghĩ về cái sự vô ngã, nghĩ về không có một cái tôi nào cả. Mọi việc ở đời do duyên mà có rồi phải mất. Ngay có một bậc chánh đẳng nhé, ngài cũng không còn hoài với chúng ta. Không có cái gì là tôi, là của tôi. Nếu mà mình nói cái thân này là của tôi, thì quý vị có bắt nó được già được hay không? Quý vị có bắt nó được bệnh được hay không? Nếu như cái tâm quý vị, mà quý vị nói đây là cái tâm của tôi, quý vị ngồi một chỗ, mình muốn thiền định, có thiền định được liền hay không? Thế nó hay là nó phải chạy ở chỗ này, nó chạy chỗ kia, để mà mình mệt nhoài, mình chạy theo nó. Từ thân cho đến tâm, không có một cái gì là của mình cả, thưa quý vị. Vạn pháp ở thế gian chính là như thế. Ngay cả trí tuệ của Đức Phật cũng đều do duyên mà có. Do đó có rồi cũng phải mất. Để rồi chúng ta cùng ngồi ở đây ôn lại những cái lời dạy của Thế Tôn, để thực hành cái giáo pháp của Ngài. Mà cụ thể cái chủ đề ngày hôm nay là làm sao để mình có thể tiếp tục sống trong một gia đình đáng sống, để tiếp tục vẫn là vợ, là chồng, là thân bằng quyến thuộc của nhau, để tiếp tục cùng chung nhau hưởng một cái dòng dõi trí tuệ như Đức Thế Tôn, để cùng nhau có thể sống trong một gia đình của những bậc hiền thánh. Xin nhắc lại, hãy giống nhau về cái sự bố thí, hãy giống nhau về cái giới hạnh, hãy giống nhau về niềm tin, và hãy giống nhau về trí tuệ. Bốn cái sự giống nhau đó sẽ đưa chúng ta đến gần với nhau, thưa quý vị. Thời pháp đến đây cũng vừa lễ lễ. Do cái sự phước báo mà tà sư và quý vị đã làm trong ngày hôm nay, xin chia đều đến tất cả chúng sanh. Nguyện cho tất cả chúng sanh được thừa hưởng tùy ý, sau khi đã thừa hưởng rồi, được thoát khỏi những điều thống khổ, được kết quả lành người, quả trời cùng quả niết bàn. Nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có oán trá lẫn nhau, hãy cho được sự an vui, đừng có khổ, đừng làm hại lẫn nhau, đừng hiệp lực, hãy cho được sống lâu, đừng có bệnh hoạn, hãy cho được thành tựu đầy đủ, hãy giữ mình cho được sự an vui. Tất cả chúng sanh đến khổ rồi, xin đừng cho có khổ. Đến sự kinh sợ rồi, xin đừng cho kinh sợ. Đến sự thương tiếc rồi, xin đừng cho thương tiếc. Nguyện cầu tam bảo từ hàng đồ, nguyện thoát ba tai nước lửa binh, nguyện thể chúng sanh khỏi oan hết, nguyện cho nhân loại sớm tu hành, nguyện dùng tam học giới định tuệ, nguyện đoạn tham sân si tập sanh, nguyện giải các nhân sanh tử khổ, nguyện diệt tâm tham háo lợi danh, nguyện tu tinh tấn không giải đãi, nguyện sao đạo hóa sớm viên thành. Nam mô Bụt Ta Giá, Nam mô Tam Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá.